Hello anh em, xin chào mừng tất cả các anh em hồng sư đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Tiếp tục sự nghiệp anh em ơi. Tiếp tục sự nghiệp thôi. Đúng rồi, cứ quăng lì xì vô mặt tôi đi. Quăng vào. Ok, chúng ta hôm nay là tiếp tục khô máu với banner Ngân nha anh em. Mình đã quyết định là mình sẽ khô máu. Được hay không thì thôi. Ok. Đây lắm, ngày mai được thêm một ngày đó anh em, nhận xuất kim cương còn lại là ngày Mỹ, mình nghỉ ngày mai mình được thêm một ngày nữa. Ui là được cái này anh em ơi, lại tiếp tục mở thôi, sướng ha. Còn ngày cuối cùng, còn ngày nữa là kết thúc sự kiện anh em, mấy này chịu chết không ham. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có ăn ngân thôi, ăn ngân ăn ngân ăn ngân ăn ngân. Cái này đến 23 tháng 8, 3 ngày nữa, tích tiền là thêm 3 ngày nữa anh em. Tích kim cương nha, tích kim cương. Cái này xả thế lực nè. Còn cái này là đô la hằng trưởng. Yeah, đô la hằng trưởng. Cứ nạp cho đúng số tiền đó thì nó pop pop pop. Còn này là thế lực thôi. 4.000 luôn hả? Căn nhà. Xả tới 4.000 thế lực thì căng nhờ. Ok. Thôi chúng ta không quen nhau đâu. Bỏ qua đi. À quánh cái này. Khó như quỷ anh em ơi. Qua mình quánh rồi. Sao cái đầu game này sao mà đi mấy cái sự kiện đồ với cái team mình nó khó ác độc luôn em ạ. À. Từ ấy để tiếng mình nó định hình nè, nó còn là Lazarus Lusuba quá. Bây giờ cày chay là nó vậy đó anh em ơi. Cái dây đạn đầu nó khổ lắm, khi anh em đã cứng cáp rồi thì anh em mới 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 có thể đi xa được chứ. Thì đạn đầu này tay tua lắm anh em, còn chúng ta đang tu tiên. Tu tiên mình đang ở luyện khí kỳ. Ồ, một ngày hả? Ok, cho mấy mem này một cơ hội tiếp đi. À, quên qua lộn. À, một lần quét nữa đúng không, cho em này lên luôn 7 sao. 333 ba, trời ơi 8 điểm là ngon lắm rồi. Ok anh em, ok anh em, 100 lần, 100 lần mình mở được nhiêu rồi? Ủa mình mở được 75 lần rồi anh em. Ủa vậy là hôm nay chắc chắn mình có cái cục này này. Cục đầu thôi, cái này giữ thôi chứ cũng chẳng có mở làm gì. Thêm cái đao đi, mình cần cái đao. Ừ, Hồng Hoàng 5 vạn ngon. Ừ, cứ cho đi, hơi hào cảm đi. Hào cảm đời đời, gian đầu game thiếu lắm. Tôi thấy ăn bảo hiểm cái cốt đầu rồi đấy. Mà anh em coi nè, một hit một ra luôn nè. Đấy, ghê chưa? Tôi giỏi chưa? Trời ơi, ăn bảo hiểm mà tự hào thấy ớn. Rồi, để đó anh em, chưa cái gì chưa biết xài gì thì cứ để đó, không có phải gấp cả. Ở trong cái hộp này có cái cốt chân cho Nam Nam. Cái này mình có cốt tay của gia Nam Nam. Ồ. Được nhà. Trong này thì không có gian Nam Nam. Ok. Trong này cũng không có gian Nam Nam. Rồi, vậy là cốt chân cốt tay mình đã có rồi đúng không?
Đấy đó. Đấy, anh em cái gì mà không biết xài, chưa biết xài cái gì, anh em cứ để đó cho mình nha. Cứ để đó, anh em đừng có ngứa tay tôi mở cho rồi. Đừng nha, đừng đừng có mở cho rồi nha. Mở cho rồi thì cũng mệt lắm ấy. Đến lúc mà cần á đấy, thì nó trời ơi phải chi, phải chi, lúc đó làm gì còn phải chi nữa. Ok, bây giờ mình sẽ vô quay luôn nè, quất luôn cho rồi cho nó hot 10 vé đúng không? Ôi trời ơi nhìn kìa, mai mua được thêm một lần 10 10, 10 nữa, 4 ngày là hết. Hôm nay tôi quay được hộp cốt chắc rồi anh em. Ồ có hai vé, mua chai hai vé nè, mua chai hai vé luôn. Ok luôn, ok đen. Đấy. Rồi. Lập cái hộp cốt. Đấy, trời ơi, chưa có tướng có cốt luôn, dữ chưa. Heo. Còn thiếu tổng cộng là đồ ô má ơi, 90 vé nữa hả? 90 vé đâu ra, thua rồi. Nhưng mà mình nói rồi mình sẽ khô máu, nghĩa là một ngày nào mình còn kim cương còn chơi được là mình sẽ khô máu. Vậy đi nha. Quyết định gì đi. Rồi. Ra không ra chịu. Lấp lánh màu rồi xong. 10 vé đến gì anh em ơi. Ok. 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 Wait. Chán. Đi buông lỗ vốn. Yeah. Để lỡ mình lỡ chót dạng mình chơi tới đó là anh em đưa mình khô máu luôn đấy. Được hay được thôi. Coi như là mình bỏ thêm mấy ngày nào, coi như là những lúc nào mình còn kim cương mà mình mua được là mình khô máu. Hết banner nghỉ. Ôi trời ơi. Cái gì vậy sao bấm được? Ây dạ bị lỗi rồi, bấm vô cái đó không được. Anh em nào ủng hộ tôi may mắn coi trời. Tôi may mắn như ngày mai. Chứ hôm nay hết rồi. Ok mình cũng vẫn quay bên này đi, với một cái hy vọng là mình sẽ có được ăn ngân SP. Ăn ngân. Mình đang ngồi trên ghế, mình kêu tên gọi gào thét tên ăn ngân nha nha. Như cái bạn gì đó nha, cái bạn Mister gì đó. Kêu mình cứ chui vô toilet gào thét là sao. ok, cái này cũng khá là ngon nha anh em. Cái này thì dành cho bên PvP thì nhiều hơn ha. Hoặc là bên sóc đam hai hiệp ngắn thôi. Bây giờ mình đi bên này, mình farm bên này trước nha, mình farm bên này trước. Ok là ok là 31 luôn rồi hả. Ok hốt này quất đi 4 lượt nha anh em. Có 1.500 luôn cũng ngon. Xong 4 lượt. Tên 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 tên.
nó thì nhiều lúc mà mình hít và mình quay ra ngân những với những cái ngày còn lại vậy là mình cũng đang gọi là đâm đầu từ 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 tự hủy anh em, nó thiệt mình cũng biết đấy nhưng mà mình cũng chơi ok, tại vì mình nó lạ đã đi gọi là mình là đạn đã vào nòng rồi anh em, mình cứ bắn rồi mình hy vọng nó sẽ ra thôi chứ bây giờ cũng còn có 4 ngày đúng không, chơi được như chơi coi như là mình bỏ thêm 40 vé nữa đó. Không được thì thôi ha, cho nên là mình cũng đã cố gắng ngay từ đầu là mình đã chấp nhận là ok tôi không có tướng đấy. Cái gì mà 3,5 hoài dài. Umbala sibu. Cho năm nam nãy gì sáng lên ta gì đây à tăng điểm hả gian năm năm này mình hôm bữa đọc cái hồi cái bản dịch rồi nhưng mà xong rồi cái mình cũng quên rồi anh em, mình không nhớ tăng điểm gì thôi cái để đi mình cũng chưa có xài giờ đâu, nào xài thì mình nghiên cứu chả gấp. Ủa gì tự nhiên sáng sáng là sao à, đeo này lên thậm khí tà le chưa có gì ra cái gì, từ từ đi tôi có suy biến của mấy người đó ra sự kiện đi. Ông bây giờ chết bà, bây giờ ra sự kiện cái con cám không có vé của kim cương thôi đừng ra, từ từ ra làm gì bây giờ đừng có roa nghe chưa, đừng có roa ngày mai phải ngày mai mới đủ. Ui ngày mai sợ cũng không đủ luôn á chứ, quét này chua nhờ. Web bên này thì còn dễ nè, cái bên kia chua quá. Đủ rồi, chờ bên này thôi. Nên được một slot hồng hoàng mà sẽ đeo được một cái hồng hoàng slot thứ 5. Thì được coi. Ủa? Nó nhanh vậy? À hồi nãy mình có quay vé tờ lừa. Thôi rồi đó, ra gì ra đi. Ủa chết da ăn lộn, tự nhiên ăn lộn cái gì vậy, rồi vô. Ủa ui ý anh em ơi, đợt hai này quay hao quá, không phải là 30 mà là 60/60 game bịp game bịp trời ơi chú lè. Và tính ra một ngày quay có một lần và anh em chắc chắn sẽ có một con trong cái đống này ấy, hoặc là vé. Ủa là một lần ra được một vé hả? Ủa gì tính là nếu mà một lần nó một vé đâu có ham, nó câu kéo được một tháng 31 vé. Ui giời à, đồ ăn gian. Rồi hết, quên luôn. Thể lực là còn 9.000 nữa, 9.000 mà chia ra trong vòng 3 ngày chắc được. Hốt được thêm 400 điểm. 400 kim cương. Thế nên 400 kim cương nó cũng không nhiều lắm. Cái này thì để mai rảnh mình đi. Ô cái này thôi khỏi, khỏi nói cái này mà quýnh có nổi đâu. Mình quánh được ủa hơi hạn mình xa quá anh em ơi, giờ khoe nó cũng nhục chẳng được gì. Tôi có 30 điểm. Nhục quá nhục luôn.
Nó khó thật anh em ơi. Không đùa. Để vô đi lại lần nữa cho anh em coi nha. Để mình dịch lại cho cái này nó chuẩn coi nó đòi hỏi cái gì ở đây đây. Chính xác là cái gì đây? Đó, hồn mẫn công. Sử dụng tổng cộng à, sử dụng kỹ năng trên 10 lần. Kỹ năng ấy nha, sử dụng hồng hoàng 1 hoặc là 4 đó anh em. Kết thúc trong vòng 40 hiệp thì dẹp đi cái đó, không bao giờ có được rồi. Khó nhờ. Là thử một lần anh em. Nói chung là khó lắm anh em ơi. 2 1. Ê bây giờ mình 7 sao rồi, mình dùng hoàng 5 vạn đi chứ nhờ. Nhưng mà 5 vạn thì đang ưu tiên với mấy con kia hơn. Hồng hoàng 5 vàng nó sẽ hiệu quả hơn. Tám cái hồng hoàng 5 vàng thì chia cho mấy con phụ trợ đồ, tại vì bây giờ hiện tại con này cũng ít xài anh em. Nó thật là cũng ít xài chứ không có xài nhiều. Mấy sự kiện thì nó mới xài thôi. Căn nhà. Trời ơi, chỉ số chết không là số cùi không, tốc độ. Toàn là tốc độ. Thôi tốc cũng được, đại đi. Rồi. Để một kích. Có lẽ mình sẽ đem con này theo. Thế cho con hỏa vũ. Ok. Con này hiện tại không có tác dụng nhiều, tại vì ngoại trừ kéo đánh thường chả có tác dụng gì nhiều. Để con này vào. Hồng hoàng có điệp đủ chưa ta? Ừ. Rồi, ok, để thử xem. Ai 10 giờ trời ở tôi ngồi tôi chỉnh nãy giờ rảnh ghê luôn thiệt. Ai gì đây? Ủa viết gì? Khoan khoan từ từ từ, cái viết cái gì vậy? Viết cái gì vậy? Được ok, yes no mà không hiểu gì hết. Cuộc thi sắp kết thúc nhưng bạn vẫn chưa chọn. À, ok. Chắc đẹp anh em ha. Lên đẹp đi. Lên đẹp. Đúng rồi, ok, lên đẹp đi. Mai lên chốn thành đô đầy vội vã. Ủa? À, cái đợt sự kiện này mình điểm thấp lắm tại vì mình không có thời gian chơi anh em ơi, nó thật luôn. Anh em bên chung này mình điểm nó cực kỳ tèo. Không có ai chấp nhận thôi. Đợt này là mình đang bận bận ghê lắm. Mình thì giờ đã quay clip cho anh em xong rồi phải làm. Phải thua, cứ để đi. Rồi, bây giờ làm gì đây? Bây giờ đi vô hang thú.
Tính ra hôm nay clip không có gì hết ha, coi cũng 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 chán anh em nhỉ, có gì khuấy động cho anh em vui không? Hôm nay thứ ba nữa, thứ ba cũng có gì đồng cói. Có cái này đi vòng vòng cho vui anh em, kiếm chi nã, kiếm một vé cái gì đâu vậy. Quên, em mới đổ hồng hoàng con tâm công mất công lắm. Không ăn ngân mình xác nhận là búp cực kỳ kinh khủng nha anh em. Tại vì mình có đi ra săn boss ngày hôm nay thì mình có nhớ một cái số tên mà lúc trước khi mà có banner ngân thì họ đam thua mình. Nhưng mà khi có ăn ngân trong đội rồi thì mình chỉ là một con ruồi nhặng với họ. Ây da, cho nên đài là chắc chắn tôi sẽ lấy A Ngân, tôi không lấy tam tu la thì lấy tam tu la thì vé đâu mà chơi. Bên đài cái đợt là nếu mà ra ta ra A Ngân á, nếu mà ra cái gì đó, cái đợt mà ra tam tu la thì mình sẽ có thể là mình sẽ không quay clip cho anh em coi, tại vì anh em coi mình chung rồi, nó cũng chẳng có gì để coi bên đài nữa. Ngoại trừ nó có nhiều thay đổi quá thì mình sẽ quay cho anh em coi review. Còn không á là mình sẽ chỉ quay bên đài tiếp từ cái lúc mà có banner An Ngân á và mình có đủ vé, mình quay sẽ quay mình xả vé bên đó đó, mình sẽ quay. Tích vé, tích kim cương mình đó, lấy cái cốt suy biến cho vũ ám là đẹp. Là đẹp nhưng mà bảo hiểm hơi chua, tính là cũng căng. Đang có hụt tích tiền bên đài anh em, mình cũng đang tích tiền bên đó, tích kim cương đó, tích được một mớ rồi thì sẽ xả ra đi kiếm tích kim cương chơi sự kiện. Thì bên server Việt mình cũng, nếu mà giống bên đài á thì trước khi mà có sinh nhật họ nó cũng sẽ ra cái sự kiện cho mình tích kim cương trong cái hũ tích tiền la tam pháo đấy, để anh em kiếm ít kim cương chơi sự kiện cũng được nè. Ai muốn vô nhanh, người nào nhanh thì vô được vé mà vô lẹ lắm. Cái gì vậy? Đập một phát xong luôn. Tướng phụ trợ một cái tướng, tướng cường công thăm xong về. À này cũng ăn ngân mà ăn ngân kỳ lắm. Ok. Mai được thêm 10 vé nữa để tiếp tục thí mạng. Ồ, tính ra ngày mai thí mạng là hết rồi anh em. Hộp la tam pháo này tới 23 tay nó mới mở. Ồ, mà 23 tay là vừa hết ăn ngân luôn. Vừa hết banner ăn ngân luôn là hết là mở thủ tích tiền. Ngày mai mình thí được đợt cuối nữa nè, không ra là thôi chua. Đâu có còn đâu, không còn cơ hội nữa. Chúng ta không còn cơ hội nữa. Ngày mai là mà là cái dòng lần nữa để mà mình cạnh tranh với bố Hảo. Trời ơi, giang hồ quay, giang hồ quay đi. Ok, coi có trận này hay hay rồi coi chơi coi. Ô, Tiểu Vũ nè, Vũ Tu La nè, An Ngân 7 sao nè.
ăn ngân nè, coi chừng này hả, cũng được, ok. Để anh em coi ha, để anh mở cho anh em coi. Đấy, quánh nhau đây, u hoàng kim. Rồi, bất tử, nguyên tim luôn, khỏi có đam. Ăn ngân đang bị chói. Đẹp quá ha. Sau này mới kết giới nhìn đẹp thiệt. Kết giới là nhìn biết kết giới của A Ngân rồi. Ô mà mình không hiểu tại sao nó là để hoa anh em ha. Mà nó không để là lam ngân thảo ha. Rồi, nó lại bất tử tiếp. Yes. Khỏi có đam luôn. Ồ, giết lẹ đi, không giết lẹ là tao con vũ tu la nó quay lại đấy. Rồi, bất tử. Đây, nó quay lại. Đấy, đấy, nó chém, câu, nó chém kinh dị, nổ, nổ phải chết hai đứa luôn. Lật, lật kèo anh em, ngoài trời, hồi sinh đúng không? Nó còn hồi sinh. Chứ không mà lật kèo rồi. Bật vô hồng thân lên. Xong luôn. Mém bị thua. Mém bị lật thuyền trong mương. Con vũ tu la nó lật kèo kinh lắm. Ở Super Việt nha, mình thấy nhiều người họ nói là họ không phải hầu như là rất nhiều luôn là đều sẽ nói là bỏ qua vụ tu la tại vì không có nuôi mọi mẫn mà nuôi cường không. Mình thì là người chơi cả meta lẫn chơi luôn ám khí cho nên con hệ mẫn mình nuôi nó thì nhiều lúc nó còn hơn cái con cường nữa. Không, nói chung là mình nuôi đều nè, mình được cái này mình nuôi đều lắm tại vì cái hệ nào thật sự trong team nó cũng quan trọng cả. Thường thường anh em chơi một con 59 đúng không, là thường con gần công. Mình thì mình chỉ vũ ám nữa chứ mình nuôi luôn mẫn. Nên mình cũng ui nó muốn ra con nào cũng được, thích rồi mình chơi thôi. Vấn đề là có tài nguyên chơi hay không thôi. Chứ lấy về thì cũng có sẵn đồ hết rồi. À thì không có thể nào mà cạnh tranh với mấy cái top quá mạnh được. Nhưng mà cũng 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 chơi thì qua ngày đà qua bữa được, không sao. Gì đây, có thưởng gì không? Không, sao có sáng hiện hiện hoài trời. Ok. Con gà đen. Hôm nay thứ ba là chỉ có đàn thú thôi đúng không? Là, à bên này có tao mua được chiến. Anh em nhớ tao mua một chiến không? Vô đây coi 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 có sắp tim được không? Lâu lắm mình không có sắp tim cho tao mua được chiến. Cô bác nè, đó, đúng rồi. À chưa chưa tới giờ nè. Ủa có nhiệm vụ thông à. Đâu có chưa mở. Thứ sáu mới mở mà. Rồi anh em ơi, clip mình hôm nay tới đây thôi anh em ơi. Trời ơi, cái đợt hai nó cái đợt hai này nó mở cái này chua quá. 60 như là một ngày được một con tướng. Chua kinh khủng. Mục tiêu mình đã đủ chưa ta? Hôm nay mình nhớ là mình lên ấy đủ à đủ rồi nè. Trời ơi, giờ đúng 10 luôn, hay thật. Tuyệt vời. Xong rồi ngày mai quét thấy con Huyền Điệp anh em. Tiêu xong rồi. Tiêu tiêu đã xong, tiêu tiêu đã xong. Ủa không có cái cốt thân riêng à? Không có anh em ơi. Chưa cái này chưa farm được. Rồi, ok, ngưng ngay nha anh em ơi. Rồi, cảm ơn em đã xem đến tận lúc này nha. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Hôm nay clip khá là chán, chẳng có gì. Rồi, bye bye anh em nha. Anh em giờ ngày mai. See you.